Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Thực hiện lời dạy của Bác, thời gian qua, cùng đội ngũ người uy tín trong toàn tỉnh, người có uy tín trên địa bàn huyện Thạch An đã thực sự trở thành lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân. Cùng với gương mẫu, họ còn tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thôn xóm đổi mới, mang hơi thở cuộc sống, nói lên sự đoàn kết, hạnh phúc của mỗi người dân nơi đây. Những năm trước đây, cuộc sống của bà con xóm vùng cao, bản Muồng, xã Vân Trình còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, sản xuất nông nghiệp lạc hậu. Ông Đinh Hữu Cầu, người có uy tín tiêu biểu của xóm đã tuyên truyền, vận động đồng bào không chỉ chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, mà còn cùng nhau học hỏi, nâng cao kiến thức phát triển kinh tế. Con đường dài hơn 3 km này là con đường thôn xóm vừa mới hoàn thành. Có đường con đường như ngày hôm nay, ông Cầu đã vận động bà con tự nguyện hiến đất. Từ uy tín của mình, người dân đã ủng hộ bằng những việc làm thiết thực. Nhiều hộ dân sẵn sàng hiến phần đất để làm đường thôn xóm. Có đường, kết quả đó là do ông Cầu đã chiếm trọn lòng tin mỗi người dân. Để có con đường để phát triển sản xuất đấy, thì là Bác cùng với Ban Mặt trận là vận động bà con là hiến đất, dạ, và để có đất làm cho bà con để đi lại sản xuất mới phát triển được. Chứ không có con đường là ngày trước là toàn ngựa thồ, cho nên bây giờ ô tô vào tận lúc rồi, cho nên phải nói là bà con rất mừng. Và bà con sẵn sàng là hiến đất cho nhà nước làm đường cho dân mình, bởi con đường trực tiếp là phục vụ cho chính mình. Còn tại xóm Bó Giường, trong vòng 2 đến 3 năm gần đây, bộ mặt của thôn đã có nhiều đổi mới. Đường xá, nhà cửa, đường nội thôn, nội đồng cũng đã được mở rộng hơn nhiều so với trước đây. Có được kết quả đó cũng là nhờ sự vận động, tuyên truyền của người uy tín. Ông Đinh Văn Chấn đã cùng với Ban Công tác Mặt trận đến từng nhà, từng người dân để truyền tải kiến thức về pháp luật, về kinh nghiệm phát triển nông nghiệp, về bảo vệ môi trường và vận động nhân dân góp công góp sức đầu tư con đường. Từ chỗ người dân không chịu hiến đất vì chưa hiểu lợi ích đem lại, người dân đã đồng tình nhất trí và cùng nhau đoàn kết thực hiện. Bản thân tôi là người uy tín của thôn Bó Giường, thì trong những năm qua thì bản thân tôi là thông qua các buổi sinh hoạt của thôn xóm, rồi là tôi tổ chức tuyên truyền vận động bà con, trước tiên là chấp hành tốt chủ trương Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và những cái quy định của địa phương. Thì qua đó thì người dân dần dần cũng sẽ hiểu được về chính sách của Đảng và nhà nước và tập trung đoàn kết, rồi là phát triển kinh tế ở thôn xóm. Thì qua đây thì trong của thôn, thì trong những năm qua thôn ấy, thì cũng không có gì ảnh hưởng đến về cái người dân, rồi là về truyền đạo trái phép vân vân. Rồi những cái đó thì chúng ta, bản thân tôi và các bộ thôn xóm thì cứ phải lồng ghép để tuyên truyền, để làm nào bà con hiểu được cái chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Mong muốn của tôi là về người uy tín thì mong là được các cấp trên thì thường xuyên để quan tâm, để tập huấn, để chúng tôi hiểu được, sau đó tôi trở về địa phương thì tuyên truyền các bà con nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Với vai trò và trách nhiệm của mình, tạo uy tín từ việc làm cụ thể, ông Chấn cho biết, muốn dân hiểu, dân tin thì bản thân phải làm gương trong các hoạt động tiên phong đi trước, làm trước. Mọi người thấy được hiệu quả sẽ học tập làm theo. Với bà con hàng xóm, mình cứ chân thành. Cái gì biết thì tuyên truyền, chia sẻ. Cái nào thấy chưa đúng thì bằng kinh nghiệm và hiểu biết của mình mà phân tích, góp ý cho mọi người hiểu. Cùng nhau làm điều có ích, xây dựng xóm làng. Đầu tiên thì bản thân mình cũng phải gương mẫu ở trong thôn xóm. Do đó thì bà con được cái tín nhiệm, bà con gửi gắm cái việc trọng trách này. Thì qua đó là mình có ý kiến, có lời nói với bà con thực hiện tốt cái chủ trương. Nhất là vấn đề hiện nay là cái thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia của nhà nước là xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận, tuyên truyền bà con để tiếp tục hiến đất,
để làm đường nội đồng nội thôn. Đây là một cái chủ trương rất đúng đắn, nhưng mà do là chúng ta là thường xuyên phải tuyên truyền thì người dân mới hiểu được, mà không tuyên truyền thì người dân cũng chưa sẵn sàng để là ủng hộ, để hiến đất. Theo tôi là vai trò người tín là ở trong cộng đồng dân cư các thôn xóm hiện nay cũng rất là có cái vai trò rất là tốt để phối hợp cùng ban mặt trận để triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước và các cái quy định của địa phương. Phải thường xuyên nắm bắt những cái mà người dân mà còn có những cái mà chưa hiểu, chưa rõ thì bản thân thì cũng phải sẽ tiếp cực với ban công tác mặt trận để cùng xuống gặp gỡ những các hộ dân để chúng ta triển khai để hiểu hơn các chủ trương Đảng nhà nước. Hiện nay toàn huyện Thạch An có 95 người uy tín, trong đó có trên 80% người uy tín là dân tộc thiểu số, 95% người uy tín là đảng viên. Đó là những người luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi từng ngõ, đến từng nhà, vận động bà con thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bài trừ hủ tục, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Được sự quan tâm hỗ trợ của Đảng và nhà nước, thông qua các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt những kết quả đáng khích lệ. Tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định. Không có vụ việc phức tạp xảy ra. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao. Điều kiện về hạ tầng cơ sở, văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông, bưu chính, viễn thông được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 3% một năm. Thạch An thì có 95 khu dân cư, thì cũng tương ứng với 95 người uy tín ở các khu dân cư. Thì trong thời gian vừa qua, phải nói rằng là người uy tín ở các khu dân cư đã phát huy được thứ nhất là tuyên truyền vận động cho người dân hiểu những cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước đến với từng người dân, từng các đối tượng. Có lẽ là một kênh cũng rất là thuận tiện đối với cái sự tuyên truyền đối các đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước. Cái thứ hai nữa, chờ người uy tín trong các khu dân cư cũng là một cái giúp Đảng và chính quyền nắm những cái tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của người dân ở tại các khu dân cư. Trên cơ sở đó, người uy tín thường xuyên trao đổi, phản ánh những vấn đề mà ở địa phương người ta đang quan tâm hoặc là những vấn đề mà cần cái sự chỉ đạo lãnh đạo của cấp ủy. Như vậy là có thể khẳng định rằng là trong thời gian vừa qua, toàn thể những cái số người uy tín ở các khu dân cư đã đóng góp một cái vai trò cũng rất là quan trọng trong quá trình, đặc biệt là đối với tuyên truyền vận động của đối với người dân, nhất là ở các vùng sâu vùng xa khi đồng bào của chúng ta vẫn còn hạn chế một số cái về nhận thức, rồi là những vấn đề khó khăn, người uy tín có thể lặn lội đến từng đối tượng, từng gia đình để tiếp tục là truyền tải những cái ý kiến, những cái chủ trương của Đảng, những cái mới đối với xã hội đến cho đối đồng bào. Thời gian tới, huyện tiếp tục đề cao, phát huy vai trò của người uy tín, lực lượng cốt cán nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo điều kiện để người uy tín phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp công sức, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Để trong thời gian tới phát huy được vai trò uy tín, tạo sự gần gũi giữa Đảng với nhân dân, thì có thể rằng đối với cấp ủy cũng như chính quyền, đặc biệt là đối với hệ thống công tác dân vận cũng như mặt trận tổ quốc, phải quan tâm thường xuyên hơn nữa, tạo điều kiện cho người uy tín có những cơ hội để tiếp cận đối với chủ trương đường lối chính sách của Đảng. Hai nữa là trang bị cho họ có đầy đủ kiến thức
sâu rộng cũng như tầm hiểu biết để họ có thể giúp mình tuyên truyền vận động những người dân. Hai nữa tiếp tục bồi dưỡng họ, tạo điều kiện cho họ để cho họ thực hiện tốt vai trò trách nhiệm mình. Hoạt động uy tín là một kênh rất là quan trọng và rất chủ yếu để cho đảng cũng như cấp ủy chính quyền địa phương nắm được những cái chủ trương, nắm được những cái nguyện vọng của người dân để có những quyết sách đúng đắn nhất đến với người dân, thúc đẩy cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội ở các khu dân cư. Đây là cái nhiệm vụ mà trong thời gian tới giữa ban dân ủy cũng như là mặt trận tổ quốc sẽ tiếp tục làm thường xuyên. Có thể khẳng định người uy tín đóng vai trò quan trọng, thực sự là cầu nối giữa đảng, giữa chính quyền với nhân dân. Phát huy vai trò người uy tín là góp phần giải quyết tốt mọi mặt đời sống, đặc biệt là phát triển kinh tế xã hội tại các nơi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với vị thế vai trò đặc biệt của mình, người có uy tín trở thành những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua ở cơ sở, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ thực sự là điểm tựa đáng tin cậy, là cầu nối giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.